Chiều ngày 8 tháng 6 xuất hiện mưa lớn kèm theo dông mạnh đã làm sập hoàn toàn hai căn nhà và hư hỏng nặng hai căn nhà của người dân ở xã Hưng Thạnh, Thành Hưng và Vĩnh Lợi của huyện Tân Hưng. Ngay khi sự việc xảy ra, phòng lao động thương binh xã hội huyện Tân Hưng cùng chính quyền địa phương có nhà bị sập và hư hỏng nặng đã đến hiện trường để thăm hỏi động viên và cử lực lượng đến hỗ trợ dọn dẹp và giúp người dân xây cất lại nhà ở ổn định cuộc sống.